Xin chào các bạn. Như đã hẹn là hôm nay shop tranh thêu Hồng Loan sẽ giới thiệu với các bạn một vài mẫu tranh thêu của hãng DLH, hay còn gọi là đây lần hua, là những cái mẫu hot trên thị trường hiện nay. Và shop sẽ giới thiệu đến với các bạn những cái mẫu mang chủ đề của mang chủ đề phong cảnh tứ quý, ngựa, mã đáo thành công, hoặc là phu thê viên mãn, gia đình hoặc đồng hồ. Thì bây giờ shop xin hân hạnh được giới thiệu với các bạn những sản phẩm đang hot hiện nay. Trước tiên là shop xin giới thiệu với các bạn mẫu tranh thêu non nước hữu tình. Mã số của bức tranh này là 222-222-990, và kích thước của bức này là 1m x 1.39 x 59 cm. Đây là một bức tranh D, và những cái vị trí cần thêu đó là vị trí cây tùng này, cây tùng, hoa, đá, đá và cây cầu. Thì cái bức tranh D này thêu cây tùng, hoa, đá và cây cầu, thì những cái nền ở đằng sau như nền nước này, nền thác nước, nền nước này và nền bầu trời không phải thêu. Bức tranh này có kích thước vừa tầm là 1m39 x 59 cm, thì rất là thích hợp treo trong không gian phòng khách nhỏ. Không gian phòng khách nhỏ, và giá của bức tranh này là giá là 175.000. Thì shop giá của 175.000, thì hôm nay là buổi đầu tiên của shop livestream, thì shop cũng có một chương trình khuyến mại đặc biệt đối với khách hàng xem livestream của shop. Thì với đơn hàng trên 200.000 thì shop sẽ có chương trình miễn phí vận chuyển. Đơn hàng trên 500.000 thì vừa miễn phí vận chuyển và vừa có chương trình giảm giá 10% đối với mỗi đơn hàng trên 500.000. Tiếp theo thì shop xin giới thiệu một cái mẫu mẫu kích thước nhỏ hơn. Mẫu kích thước nhỏ hơn gọi là mẫu phu thê viên mãn, thì mã số của cái bức tranh này là 222973. 222973. Kích thước của bức này là 73 x 40 cm. Đây là bức tranh nói về phu thê viên mãn, là tình cảm vợ chồng. Nói về tình cảm vợ chồng thì đây là một bức tranh D, và vị trí của tranh này cần thêu là hoa chữ chim khổng tước, hoa chữ chim khổng tước. Giá giá thành của bức này là 80.000. Thì shop cũng xin nhắc lại với các bạn là với đơn hàng trên 200.000 thì shop có chương trình miễn phí vận chuyển, và đơn hàng trên 500.000 shop giảm giá 10% và miễn phí vận chuyển. Chương trình áp dụng trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2017. Vâng ạ. Tiếp theo shop xin giới thiệu tiếp theo shop xin giới thiệu bức tranh thêu về vợ chồng. Tranh thêu về vợ chồng thì cái mã của bức tranh này là 222-223-069. Kích thước của bức tranh này là 80 x 41 cm, và vị trí cần thêu, đây là một tranh D, và chim vị trí cần thêu là chim khổng tước, hoa và chữ. Thì bức tranh này có kích thước nhỏ, kích thước vừa tầm là 80 x 44 cm, thì thích hợp treo ở trong phòng trong phòng trong không gian của đôi vợ chồng, hoặc là các bạn có thể làm quà tặng làm quà của quà tặng đám cưới. Đây là một bức tranh thêu nói về tình nghĩa vợ chồng, là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc đầu bạc, thương nhau đến lúc đầu bạc còn thương. Thì là một bức tranh rất hay và rất đẹp, nói về đôi công rất hay rất đẹp, nói về tình nghĩa vợ chồng chung thủy sắc son. Tiếp theo shop xin giới thiệu với các bạn một loạt tranh về mã đáo thành công. Thì đây là một bức tranh mã đáo thành công, mã số là 223059. 223059, và kích thước của bức này là 115 x 53 cm, và đây là một bức tranh D. Thì vị trí cần thêu là ngựa, hạc, hoa, cây và chữ. Thì bức này là thêu 8 con ngựa này, hoa sen này, hoa đào này, cây này, cây tiền vàng này, hạc. Hạc ở đằng sau. Thì bức tranh này có một ý nghĩa rất là hay, nó là tranh mã đáo thành công, là được vạn sự như ý. Và thêm nữa là nói về có thêm cái cây tiền vàng tài lộc, mang lại vạn sự như ý và tài lộc cho gia chủ. Vâng ạ. Tiếp theo nữa thì shop xin giới thiệu với các bạn về bức tranh mã đáo thành công, một cái bức tranh cũng đang là hàng hot hiện nay. Thì kích thước của bức này là 100 x 40 cm, và vị trí thêu là ngựa, hoa và chữ. Thì tranh này thì kích thước nhỏ, kích thước chỉ 1 mét thôi,
nhưng mà lại rất thích hợp treo ở không gian phòng khách, phòng làm việc. Các bạn có thể làm quà biếu tặng. Và bức tranh này là một trong những bức tranh hàng hot hiện nay, thì hiện nay shop đang bán bức tranh này với giá là 125.000. Thì shop cũng xin nhắc lại với các bạn là với đơn hàng trên 200.000 thì sẽ được miễn phí vận chuyển, và đơn hàng trên 500.000 sẽ có giảm giá 10% và miễn phí vận chuyển. Vâng, tiếp theo lại là một bức ngựa mã đáo thành công nữa, cũng là một bức hàng hot của shop. Thì tranh này là ngựa phi từ núi ra, thì ngoài ngựa là thể hiện cái sự thành công, thì bên cạnh đó là có cây tùng là cũng là thể hiện cái sự hiếu khách của chủ nhà, của gia chủ. Thì kích thước của bức tranh này là 116 x 54 cm, 116 x 54 cm là kích thước cũng vừa tầm và thích hợp treo ở phòng khách, phòng làm việc. Và giá bức tranh này ở shop hiện nay đang bán bức tranh này với giá là 150.000. Vâng, 150.000 ạ. Một bức tranh nữa nói về phu thê viên mãn, tình cảm vợ chồng, đó là một bức tranh công hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn là tượng trưng cho sự phú quý, mẫu đơn phú quý, mẫu đơn là hoàng hậu của các loài hoa, là tượng trưng cho sự phú quý. Và tranh này có đôi công ở chính giữa, là tình cảm của vợ chồng, tình cảm đôi lứa. Kích thước của bức tranh này là 137 x 59 cm, và đây là một bức tranh đê. Vị trí cần thêu là hoa hoa và chim khổng tước, là toàn bộ là các bạn thêu toàn bộ hoa và đôi chim khổng tước. Thì công bao giờ cũng là tượng trưng cho tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa. Mẫu đơn là tượng trưng cho phú quý bình an. Thì bức tranh này khi mà bạn treo ở trong nhà thì rất là tốt, về mặt phong thủy thì tốt với tình cảm vợ chồng và phú quý bình an, phú quý hạnh phúc, phú quý bình an. Vâng ạ. Tiếp theo, shop xin giới thiệu với các bạn bức tranh về Tùng Nghênh Khách. Đây là một bức tranh kích thước nhỏ 88 x 44 cm, và là một trong những mẫu tranh mới. Đây là tranh đê, đây là tranh thường thêu kín. Tranh thường thêu kín thì bức tranh này có tên là Tùng Nghênh Khách. Mã số của bức tranh là 223048, giá là 120.000. Giá của bức này là 120.000, kích thước là 88 x 44 cm, và thêu toàn bộ các chi tiết. Vâng, cái tranh này là tranh nói về Tùng Nghênh Khách, và còn nói là về sơn thủy hữu tình, nước non, rồi thác núi, rồi cò, rồi hạc, rồi hoa sen, rồi cây tùng, là nói chung là có đầy đủ và là một tranh sơn thủy hữu tình. Tiếp theo thì shop cũng xin giới thiệu với bạn các bạn mẫu này thì cũng không có không phải là mẫu mới, nhưng mà nó cũng là mới trong khoảng 2-3 tháng gần đây. Thì đây là một bức tranh tứ quý nói về Tùng Cúc Trúc Mai, là một trong những bức tranh tứ quý hàng hot. Bức tranh tứ quý hàng hot, và kích thước của bức này là 134 x 73 cm. Thì đây là một bức tranh đê, thì bức tranh đê nhưng các bạn vẫn phải thêu toàn bộ các chi tiết. Các bạn vẫn phải thêu toàn bộ chi tiết trừ cái nền bầu trời ở phía đằng sau là các bạn không phải thêu. Không phải thêu. Và bức tranh này là một bức tranh liền liền 4 bức, nhưng mà các bạn có thể về cắt rời ra làm 4 bức riêng được, và đóng thành 4 khung riêng, rất là đẹp, rất là đẹp. Và tranh này thích hợp ở treo ở phòng khách. Tứ quý nói về 4 mùa xuân hạ thu đông. Kích thước của bức tranh này là kích thước vừa, là 134 x 73 cm, kích thước là 134 x 73 cm, và rất thích hợp treo trong phòng khách ạ. Shop xin giới thiệu một bức mẫu hàng hot nữa của shop, và bức tranh này cũng rất là đắt hàng. Tên của bức tranh này là Non Nước Hữu Tình. Non Nước Hữu Tình, đây là một bức tranh đê. Một bức tranh đê thì vị trí cần thêu là cây tùng, hoa, hoa, đá và cây cầu. Hoa, đá, đá và cây cầu. Nền nước, nền bầu trời phía đằng sau không phải thêu. Thì tranh này kích thước là 137 x 64 cm.
Tranh này có cái giá là 175.000. Hiện nay shop đang bán là 175.000 và với đơn hàng mà trên 200.000 thì shop có chương trình miễn phí vận chuyển. Đơn hàng trên 500.000 sẽ giảm giá 10%, 10% và miễn phí vận chuyển. Tranh cha mẹ thì có rất là nhiều. Tranh cha mẹ có rất là nhiều nhưng đây là một trong những tranh cha mẹ kích thước lớn. Kích thước lớn thì là tranh cha mẹ kích thước lớn, kích thước là 136 x 79 cm. Kích thước 136, bây giờ mình quay thế này thì các bạn nhìn đấy thì là tranh ngược, là chữ ngược. Tranh ngược, chữ ngược nhưng mà khi mà mình nhìn trực tiếp thế này thì sẽ bức tranh rất là đẹp. Trên bức tranh có đôi công. Đôi công là thể hiện tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa. Hoa mẫu đơn phú quý, mẫu đơn phú quý và chữ cha mẹ thì có cái dòng chữ là ân ân cha mẹ là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn. Một bức tranh rất đẹp về nói về cha và mẹ và chúng mình thêu ở trong nhà để tặng cha mẹ mình là một món quà rất là ý nghĩa đối với ông bà. Vâng ạ. Đây là một trong những tranh là tranh nói về cha mẹ lớn, thường là các tranh cha mẹ là nhỏ. Kích thước chỉ khoảng 70-80 cm nhưng mà đây là tranh kích thước mà 136 x 79 cm và là tranh D. Những cái tranh cần vị trí cần thêu là chim khổng tước hoa và chữ. Hoa và chữ thì có nghĩa là bạn chỉ thêu hoa thôi, còn những cái lá xung quanh này bạn không phải thêu. Và cái nền ở phía đằng sau, nền phía đằng sau và nền hoa mờ mờ này là các bạn cũng không phải thêu. Vâng, và cái tranh này hiện nay shop đang bán với giá là 180.000. Một bức tranh về gia đình. Đây là một bức tranh nói về gia đình và kích thước cũng nhỏ. Kích thước rất là nhỏ. Kích thước của nó là 60 x 35 cm thì các bạn có thể mua về thêu đóng khung treo ở trong một cái không gian nhỏ. Thì nói về gia đình hạnh phúc bình yên, tài vô lực tiến, phúc duyên tràn đầy là một bức tranh có một ý nghĩa rất là hay. Và đây là một bức tranh D. Tranh D thì vị trí cần thêu của các bạn là các bạn thêu hoa và chữ, chữ gia đình và chữ đen đây. Còn lá là các bạn không phải thêu, mặt trăng không phải thêu và cái nền phía đằng sau là không phải thêu. Thì bức tranh này hiện nay shop đang bán với giá là 80.000. Shop cũng xin nhắc lại với các bạn là với đơn hàng trên 200.000 là shop có chương trình miễn phí vận chuyển. Và với đơn hàng trên 500.000 là được giảm giá 10% và miễn phí vận chuyển ạ. Chương trình được áp dụng trong tối nay 21 tháng 6 năm 2017 ạ. Tiếp theo, shop xin giới thiệu với các bạn một mẫu tranh quý rất là hot của shop. Một bức tranh mã số của bức tranh này là 223046, là một bức tranh D. Tranh D và kích thước của bức tranh này là 127 x 78 cm. Thì đây là một bức tranh nói về tùng cúc trúc mai. Đây là một cái tranh liền gồm có 4 bức. Nhưng các bạn mua về thì các bạn có thể cắt cắt ra và đóng thành bốn khung riêng treo nó sẽ đẹp hơn. Tranh D và vị trí tranh này cần thêu là thêu toàn bộ các chi tiết, thêu toàn bộ các chi tiết nhưng mà chữ là không phải thêu. Tranh D đâm ra chữ các bạn không phải thêu và cái nền ở phía đằng sau không phải thêu. Một bức tranh tứ quý rất là hài hòa, rất là hài hòa, màu sắc rất đẹp. Có lẽ là tại vì tôi quay buổi tối đâm ra là cái màu sắc của nó không được sắc nét, nhưng mà đây là một trong những cái mẫu hàng đang rất là hot hiện nay của shop. À, bức tranh này của shop đang được bán với giá là 180.000. Vâng, kích thước là 127 x 78 cm. Vâng, đây là một bức tranh về non nước hữu tình. Một bức tranh cũng là một mẫu hàng hot mà bây giờ cũng rất là nhiều bạn đặt. Bức tranh có cả cây tùng này, hoa mẫu đơn này, hoa mẫu đơn, thác nước này, cành đào này và tên của bức tranh là Non nước hữu tình. Đây là một bức tranh D. Đây là một bức tranh D và kích thước là 1m52 x 65 cm. 1m52 x 65 cm, một bức tranh rất là đẹp và rất là hài hòa. Ở phía dưới là hoa mẫu đơn, trên là cây tùng. Phía sau là thác nước, một bức tranh kích thước 1m50 thì thích hợp treo ở trong phòng khách nhỏ. Đấy, trong phòng khách nhỏ thì đây là một bức tranh D. Và vị trí cần thêu là các bạn thêu cây, thêu nhà,
thêu cây, thêu nhà, thêu hoa, thêu đá, thêu núi, hạc, nai và chữ. Thêu cây này, nhà này, đá này. Đá, đại để là các bạn thêu những cái chi tiết nổi ở phía đằng trên đây. Các bạn thêu chi tiết nổi ở phía đằng trên theo cái hướng tay tôi chỉ đây, và cái nền thác nước ở phía sau và nền bầu trời là không phải thêu. Chữ non nước hữu tình các bạn phải thêu. Và kích thước của bức tranh này là 1m52 x 65 cm. 1m52 x 65 cm, và đây cũng là một trong những mẫu hàng hot của shop. Thì hiện nay bức tranh này đang được shop bán ra với giá là 220.000. Thì là với trong chương trình tối nay thì bức này được bán với giá 220.000 và có chương trình miễn phí vận chuyển. Shop đang có chương trình miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 200.000 và giảm giá 10% đối với đơn hàng trên 500.000 và có miễn phí vận chuyển. Một bức tranh đồng hồ. Một bức tranh đồng hồ, vâng các bạn nhìn rõ không ạ? Một bức tranh đồng hồ này có cây tùng này, hoa mẫu đơn này, đôi hạc này. Tùng, hoa mẫu đơn, đôi hạc và chữ của bức tranh là Phú Quý Bình An. Thì cái vị trí đồng hồ đây ạ, đây là cái vị trí đồng hồ đây. Đây cây tùng vắt. Mình quay này đơn ra là cái tranh nó là ngược, nhưng mà khi các bạn mua mang về ấy, thì cái tranh nó sẽ là theo cái hướng ngược lại. Tức là mình quay là cái góc quay nó bị ngược. Đấy, thì cái vị trí cái cần thêu của cái bức tranh này nó là hoa mẫu đơn này, cây tùng này, hạc này. Hoa mẫu đơn, cây tùng, hạc này. Đấy, và chữ số đồng hồ. Chữ số đồng hồ các bạn nhìn rõ không ạ? Tại vì mình... Đây ạ. Nó hơi khó nhìn. Kích thước của bức này là 89 x 53 cm. 89 x 53 cm, mà kích thước cũng rất là vừa. Mà một bức tranh nói về phú quý bình an và hạnh phúc trường thọ. Cây tùng là cây tùng và hạc là thể hiện cho sự trường thọ. Còn phú quý bình an là hoa mẫu đơn, là phú quý bình an. Một bức tranh nó mang ý nghĩa rất là tốt, hài hòa trong gia đình. Cái tranh này hiện nay shop đang bán với giá là 110.000. Vâng, 110.000 ạ. Tức là nếu mà đơn hàng mà trên 200.000 thì shop sẽ có miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 200.000, còn trên 500.000 sẽ có chương trình giảm giá 10%. Và chương trình chỉ áp dụng trong tối nay ngày 21 tháng 6. Vâng ạ. Một mẫu thêu về Phúc Lộc Thọ. Vâng, mẫu thêu của Phúc Lộc Thọ thì những cái tranh mẫu mới của DLH bây giờ hiện ra thì phần lớn nó là những tranh đê. Thì đây cũng là một bức tranh đê, thì ở đây có chữ, dòng chữ là Phúc Lộc Thọ. Trong đấy nó giải thích nghĩa là phúc như Đông Hải, thọ thọ tấn vinh hoa, à lộc tấn vinh hoa, thọ tỷ Nam Sơn. Phúc như Đông Hải, thọ tấn Nam Hoa, lộc tấn vinh hoa, thọ tỷ Nam Sơn. Thì trong cái bức này thì có ba ông Phúc Lộc Thọ này. Ba ông Phúc Lộc Thọ thì có ông ôm em bé và thỏi vàng này, có em bé ở phía dưới này, hoa mẫu đơn này, hoa sen này, hoa mẫu đơn và cây trúc. Hoa sen, hoa mẫu đơn và cây trúc. Thì bức này là bức Phúc Lộc Thọ thì rất là thích hợp cho các bạn mua về để chúc thọ cho ông bà nhà mình. Chúc thọ cho ông bà. Thì kích thước của bức tranh này cũng là tương đối lớn, là kích thước là 1m48 x 71 cm, tức là khoảng gần 1m rưỡi đấy ạ. 1m48 x 71 cm, thì khi mà mình đóng tranh nó sẽ là một bức tranh to và mang đi tặng thì rất là có ý nghĩa. Vâng, rất là có ý nghĩa. Và bức tranh này của shop hiện đang bán với giá là 180.000 ạ. Cái tranh này thì nó hơi ngược đâm ra. 180.000 một bức tranh này ạ. Chiến à? Chị đi về rồi, chị đi về mấy hôm nay rồi em nhé. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều mẫu tranh chữ cha mẹ. Mẫu tranh cha mẹ là những cái bức tranh mà mình thêu xong có thể để tặng cha mẹ mình, để thể hiện cái sự biết ơn đối với cha mẹ. Thì đây là một trong những bức hàng hot của shop. Tranh này có kích thước nhỏ thôi là 60 x 36 cm, tức là một bức tranh nó cũng nhỏ, nó chỉ to hơn cái màn hình, chắc nó phải gấp đôi cái màn hình máy tính. Thì bạn
các bạn thêu để tặng cha mẹ mình, thể hiện sự hiếu thảo biết ơn đối với cha mẹ. Thì cái bức tranh này có tên là Cha mẹ là đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đấy. Tranh này hiện nay shop đang bán với giá là 80.000, là một bức tranh đê. Thì vị trí cần thêu của các bạn là thêu hạt, thêu cây, thêu chữ và thêu hoa sen. Nhà chị là kho hàng, nên ra là nhìn hạn nhìn đậu cũng thấy hàng mà. Thị Hiền ơi, bạn hỏi là cái thác nước có thêu là của bức nào ấy, Thị Hiền nhỉ? Bạn nhắn cho mình cái bức đấy để mình xem là thác nước có thêu hay không nhé. Tại vì có thể mình nói nhanh quá, nói thoáng qua, đâm ra là mình có thể là mình nói sót hoặc là gì đấy, để mình có gì để mình giải thích với bạn nhé. Đây là mẫu tranh cha mẹ. Những cái bức như thế này thì hoàn toàn là chữ bị ngược, chữ bị ngược và hạc bị ngược. Các bạn nhìn hạc là đang theo hướng này, nhưng mà khi mà nhìn trực tiếp thì hạc nó lại là phải ở bên này. Đấy, đâm ra là những cái mẫu này thì mình cũng hơi khó giới thiệu cho các bạn để thấy được cái đẹp của cái bức tranh. Để mình chuyển sang những cái bức tranh khác. Đây là một bức tranh mã đào thành công mới. Một bức tranh đê. Mã đào thành công, và bức này là chỉ cần thêu ngựa và chữ. Thêu 8 ngựa và chữ mã đào thành công, một bức tranh rất là hài hòa. Màu xanh. Đấy. Đấy, ngựa chạy ở trên thảo nguyên, ở phía đằng sau là cảnh thác nước, trên là cây đào, ở dưới là hoa. Hoa có nhiều loại hoa. Mình nhìn nó hơi khó. Đây. Đấy, hoa có nhiều loại hoa, và bức tranh này hiện nay shop đang bán với giá là 100.000. Kích thước của bức tranh là 1m12 x 60cm, giá 100.000. Vâng, đây là một bức tranh đồng hồ cha mẹ, là một bức tranh rất là hài hòa. Rất là hài hòa, rất là đẹp. Tranh này là có đôi công. Một bức tranh có đôi công, đôi công đang đậu ở trên mỏm núi. Đấy, đôi công đã, các bạn nhìn rõ không ạ? Đôi công đang đậu ở trên mỏm núi, ở phía dưới là hoa mẫu đơn. Bên cạnh là cái đồng hồ thì và cây tùng. Các bạn có cái đồng hồ, tranh đồng hồ này treo ở trong nhà thì rất là đẹp. Và ý nghĩa, đây là tranh thêu về chữ cha mẹ, là ơn cha mẹ là đại dương vô tận. Con chỉ là ơn cha mẹ là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn. Vâng, một bức tranh rất là đẹp. Cái số đang bị ngược các bạn nhé, số và chữ đang bị ngược. Công cũng ngược, công lẽ ra là theo hướng đằng này. Thì lúc nào mình sẽ khắc phục cái livestream này, bởi vì đây là cái lần đầu tiên giúp mình livestream, đâm ra là mình chưa biết cách xử. Vâng. Vâng, cái bức tranh này hiện nay shop đang bán với giá là 80.000. 80.000 các bạn nhé. Đấy, một bức tranh rất là đẹp, hài hòa, màu sắc rất là hài hòa, và một trong những bức hàng hot của shop. Kích thước của bức tranh là 81 x 52 cm. 81 x 52 cm, và đang được shop bán với giá là 100.000.
Một bức tranh phu thê viên mãn, một bức tranh phu thê viên mãn. Có trong ở giữa bức tranh là hình đôi công, một xanh một trắng, ở bên cạnh là hoa mẫu đơn, rồi mấy con bướm đang bay. À, đây là một bức tranh D, thì vị trí các bạn cần thêu đó là tranh thêu đôi công và hoa mẫu đơn. Còn những cái nền đằng sau, những chi tiết phía đằng sau thì các bạn không cần phải thêu. À, thì cái tranh D có một cái đặc điểm là những cái điểm nhấn thì thêu, còn những cái điểm điểm làm nền thì không phải thêu. Thì khi bạn thêu, các bạn thêu tranh lên thì nó sẽ có cái độ chìm độ nổi, tức là khi những cái điểm mình thêu nó sẽ nổi lên thì nó sẽ đẹp hơn và sẽ nhìn trông nó sẽ hấp dẫn hơn. Và đây là một bức tranh về phu thê viên mãn, và kích thước của bức này là 89 x 56 cm. Kích thước của bức này là 89 x 56 cm thì thể hiện được cái tình cảm vợ chồng này. Tên của bức tranh này là tên Hoa Khai Phú Quý. Vâng, hoa khai phú quý, với cả bạn treo cái bức này thì cũng có nghĩa là hoa khai phú quý và phu thê viên mãn. Thì hiện nay shop đang bán cái bức này với giá là không, các bạn chờ mình chút, 062, mã số bức tranh này là 223062, hiện nay đang được bán với giá là 115.000. Vâng, 115.000 cái bức này, và kích thước là 88 x 65 cm, 115.000. Với đơn hàng trên 200.000 thì shop có chương trình miễn phí vận chuyển, và đơn hàng trên 500.000 thì giảm giá 10% và miễn phí vận chuyển, và chương trình chỉ áp dụng trong ngày hôm nay 21 tháng 6 ạ. Vâng, đây cũng là một trong những bức tranh hàng hot nữa. Đây, bức tranh này có tên là Tùng Anh Khách. Đây là một bức tranh D, thì vị trí cần thêu là các bạn thêu những cái chi tiết nổi. Còn những cái chi tiết như thể là nền nước, nền bầu trời phía sau, nền nước, nền bầu trời và núi non mờ mờ phía sau đấy là các bạn không thêu, các bạn chỉ thêu cây tùng thuyền và cỏ cây hoa lá xung quanh. Thì tên bức này là tên là Tùng Nghênh Khách, hoặc là cũng có nghĩa là thuận buồm xuôi gió, là giúp cho công việc kinh doanh làm ăn của các bạn được thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Cây tùng thể hiện cái sự hiếu khách của chủ nhà. Vâng, thể hiện cái sự hiếu khách của chủ nhà. Thì bức này của mình hiện nay đang có nhiều kích thước, thì có một kích thước là 116 x 5, bức này là kích thước là 116 x 54 cm, và hiện nay shop đang bán với giá là 130.000. Vâng, 130.000. Để mình tra thêm cái kích thước nữa là kích thước của bức này cũng là bức này, nhưng mà kích thước là 152 x 65 cm, 152 tức là 1,5 m đấy, nhân 65 cm, thì với giá là có giá là 180.000, 180.000 một bức. Vâng, và có một kích thước nữa, các bạn chờ mình chút, có một kích thước nữa đó là kích thước là 138, mẫu cũng là mẫu này, và kích thước là 138 x 63 cm, 138 x 63 cm, thì được shop bán với giá là 150.000. Vâng, tóm lại là một bức này có kích thước là 116 cm thì giá 130.000, 138 cm thì giá là 150.000, và 152 cm thì giá là 180.000 ạ. Đây là dòng tranh D. Vâng, cũng là cái mẫu như thế này, nhưng mà nếu là tranh thường thêu kín thì nó sẽ có những cái kích thước khác. Ví dụ như kích thước là 1,50 m, 50 cm thì giá là 170.000. Kích thước 1,68 m thì giá là 210.000, và kích thước là 1,89 x 92 cm thì đang là bức rất là hot của shop, thì giá của bức này là 260.000. Vâng, 260.000 là được miễn phí vận chuyển đấy ạ. Kích thước là 1,89 x 92 cm. Vâng, đây cũng lại là một bức mã đáo thành công nữa. Thì bức mã đáo thành công này cũng là được rất nhiều bạn ưa chuộng, rất nhiều bạn yêu thích thêu để treo ở trong phòng khách. Bức này có kích thước là 1,34 x 58 cm. Vâng, ngựa là phi từ bên bên phải sang bên trái, phi từ bên phải sang bên trái. Còn đây là theo cái hình hình quay thì nó là bị ngược, nhưng mà thực tế thì tranh là phi từ bên phải sang bên trái, và thích hợp đối với những gia đình mà treo ở bên trái tay của mình.
tức là treo ở bên tay trái, khi từ cửa bước vào là treo ở bên tay trái. Thì ngựa luôn luôn phi vào nhà, ngựa phi vào nhà là cái mã đáo ngựa, có nghĩa là mã đáo thành công là mang lại cái sự vạn sự như ý, vạn sự như ý, mã đáo thành công là vào nhà mình đem lại tài lộc cho gia đình nhà mình. Và kích thước của bức này là 134 x 58 cm. Và tranh này 134 x 58 cm, và tranh này chỉ cần thêu ngựa. Tranh này chỉ cần thêu ngựa. Và bức các bạn chờ chút, cái giá của bức tranh này là, giá của bức tranh này hiện nay shop đang bán với giá là 130.000 ạ. Vâng, 130.000, kích thước là 134 x 58, 134 x 58 cm, và với giá là 130.000. Ngoài ra shop còn rất là nhiều mẫu tranh. Ngoài ra mẫu shop còn rất là nhiều mẫu tranh. Mẫu tranh thì shop xin giới thiệu thêm một vài mẫu tranh thêu từ quý. Một vài mẫu tranh thêu từ quý cũng rất là có từ xưa rồi, nhưng mà cũng được rất là nhiều bạn ưa thích. Đây là mẫu tranh thêu gọi là tranh thêu tứ tùng của hàng Ai Lua. Hàng Ai Lua thì nó có một cái đặc điểm là cái vải của nó rất là dễ thêu. Cái vải của nó dễ in màu, dễ nhìn, màu sắc dễ nhìn, và chỉ là tươi sắc. Màu nó tươi, chứ nó màu nó tươi và dễ thêu. Chỉ không rối, và bộ này là một trong những cái bộ hàng hot. Hàng hot được rất là được, khách hàng ưa chuộng. Và bộ này gồm có 4 bức, là bức tùng này. Đây là một mẫu tranh thêu tùng này. Tùng này. Đây là mẫu mai này. Tùng này, mai này. Vâng, và đây là trúc. Tùng, mai, trúc. Cái màu sắc các bạn nhé, màu sắc của cái bức tranh nó tươi hơn khi mình quay livestream rất nhiều, bởi vì quay livestream mình quay vào buổi tối và cái màu của mình cũng chưa chỉnh được cái màu chuẩn. Nhưng mà thực tế thì cái bức tranh này màu rất là đẹp. Trúc này. Đây là bức cúc. Bức cúc này là một cái, là cái bức mà màu rất là sáng, mà khi các bạn thêu lên thì cái bông cúc nó màu màu nó sáng rực luôn. Nó sáng rực như cái ban ngày ấy, như cái thể hiện cái ánh sáng của sự ban ngày ấy. Vâng, là cái màu vàng rất là đẹp. Và bức bộ tranh tứ quý này gồm có 4 bức mà mình vừa giới thiệu đấy, thì kích thước của bức này là 40 x 100 cm, là một trong số những bộ tứ quý có kích thước lớn nhất. Và bộ này rất thích hợp treo ở trong phòng khách, treo trong phòng khách, phòng làm việc. Kích thước là 40 các bạn nhé, 40, chiều rộng là 40 và chiều dài là 100 cm. Khi các bạn đóng khung lên thì các bạn cộng thêm mỗi chiều nữa khoảng 20 cm. Mỗi chiều 20 cm nữa là ra khoảng tầm 60 x 100 cm. Thì với những cái phòng khách mà có diện tích rộng, chiều dài để treo tranh khoảng 3 mét trở lên, là các bạn treo cái bộ này trong gia đình rất là hợp. Vâng ạ, bộ này là một trong những cái bộ hàng hot ở hàng hot và rất là đẹp khi treo ở trong phòng khách. Thì hiện nay shop đang bán bộ này với giá là 300.000. 300.000 một bộ 4 bức và có miễn phí vận chuyển ạ. Vâng ạ. Ngoài cái bộ tứ quý tùng cúc trúc mai ra thì bộ tứ quý tùng cúc trúc mai rất là hot, thì shop có cái bộ bộ tranh thêu gọi là tranh thêu cổ từ xưa đến nay là bộ đào lan cúc trúc. Thì bộ này cũng là một trong những bộ hot và cũng là cái bộ gọi là bộ truyền thống, bộ có từ rất lâu rồi, gọi là bộ truyền thống đấy. Thì đây được gọi là bộ đào lan cúc trúc. Thì đây là một bức trúc. Thì trong cái đặc điểm của cái bộ này là gồm có 4 bức này: bức trúc này, bức cúc này, bức trúc này, bức cúc này, bức lam. Vâng, bức lan và bức đào. Và tôi cầm ngược. Đây là bức đào. Thì cái đặc điểm của cái bộ này thì gồm có 4 bức là đào lan cúc trúc. Thì trong 4 bức này thì có một bức duy nhất là bức trúc. Bức trúc này nó sẽ có chiều dài nó dài hơn 3 bức kia khoảng 3 ô. 3 ô tức là các bạn dài hơn ô thêu đấy, ô thêu 3 ô là ra khoảng tầm 7 cm. Nó sẽ dài hơn cái 3 bức kia, nhưng mà đấy là do bên sản xuất, người ta sản xuất là từ xưa đến nay nó vẫn dài hơn khoảng 7 cm. Các bạn mua bộ nào cũng thế, và bức trúc bao giờ cũng dài hơn 7 cm. Đâm ra là để tiết kiệm cái công thêu thì các bạn có thể là cái phần ngọn này các bạn trừ đi khoảng 1 ô, 2 ô các bạn không phải thêu. Bởi vì đằng nào khi mà đóng khung ấy thì người ta cũng đóng 4 cái khung đều nhau,
thì cái phần các bạn theo thừa đấy thì người ta cũng 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 bỏ đi, cũng đóng không, cũng bỏ đi chứ cũng không không đóng cái phần thừa. Bốn bức là phải bằng nhau, đâm ra cái phần thừa thì các bạn có thể bỏ đi một ô, một đến hai ô ở trên hoặc là một ô ở dưới. Tóm lại là các bạn cứ bỏ đi khoảng 3 ô đấy để cho bốn bức nó bằng nhau. Vâng, cái bộ này hiện nay shop đang bán với giá là 240.000. 240.000 một bộ 4 bức và miễn phí vận chuyển. Miễn phí vận chuyển cho cả 4 bức tranh, thì bộ này cũng là một bộ hàng hot và thích hợp treo ở trong phòng không gian phòng khách, phòng làm việc. Và các bạn có thể làm quà biếu tặng mừng tân gia nhà mới thì bộ này rất là đẹp. Vâng, rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Vâng, hôm nay thì shop là cũng là buổi livestream đầu tiên để shop giới thiệu về những cái mẫu tranh thêu hàng hot. Thì lần đầu tiên shop livestream thì chắc là cũng cũng có một vài chắc là cũng có nhiều vấn đề cần phải khắc phục, thì cũng mong là các bạn tiếp tục ủng hộ shop để shop tiếp tục bán ra những cái sản phẩm uy tín, chất lượng và với cái giá rẻ, giá hợp lý ở trên thị trường. Thì hôm nay chương trình livestream xin được kết thúc ở đây và hẹn với các bạn vào dịp khác là mình sẽ livestream những cái mẫu mà mình hiện có. Tức là mình có rất là nhiều mẫu nhưng mà nói thật ra là mỗi một ngày mình sẽ làm một cái chủ đề. Và khi nào các bạn cần gì đấy thì các bạn nhắn mình thì mình sẽ livestream trực tiếp cái mẫu đấy cho các bạn. Và cũng mong là các bạn mua được với cái giá thành là sẽ rẻ hơn thị trường và có chương trình miễn phí vận chuyển. Vâng ạ, xin chào các bạn ạ.